đang ở Bình Dương anh em. Ở đây có hai con Raken này. Nói chung là con là điện tử, anh xài được 4 năm rồi nhưng mà vẫn không thích nghe cái tiếng của nó. Tại vì nó vẫn còn kêu. Vẫn nghe cái tiếng điện tử nó kêu nha. Giờ muốn không kêu luôn. Mình sẽ lắp qua cái con bơm biến tần là cực kỳ êm. Đảm bảo bên em là chạy là không nghe gì cả. Chạy về sờ vào mới biết nó chạy được hay không ha. Đây. Ui. Bắt quá. Cái đó không sai được đâu. Cắt con đường cả mấy han này, lao con đường nồng chịu. Thử bên nóng trước chạy cho biết ạ. Dòng này thì êm thôi rồi ha, êm không tạ nổi. Hơn cả quạt gió nữa. Thay qua con này bên nào. Đầu vào của nó đây thì đầu vào đây, đầu ra đây thì hình như nó không lệch gì cả. Mình sẽ hàn bên làm bên nước nóng này trước. Có thích cầm nó không? Thực ra thì con bơm Raken á, bơm điện tử của Raken nó đã êm rồi. Ngồi hiểu không? Nhưng mà ở đây là thứ nhất á, là nó gần cái giếng trời này. Cái giếng trời đây. Cái thứ hai nữa là trong nhà có người già đó. Cho nên đêm khuya thanh niên con cái đi vệ sinh á, thì vẫn nghe cái tiếng này. Mọi người hiểu không? Vẫn nghe tiếng. Bây giờ anh muốn là xài con bơm nào mà không nghe cái tiếng gì luôn. Cho ông bà về ngủ. Tại vì người ta lớn tuổi rồi. Đó thì mình tư vấn qua cái dòng biến tần này. Chạy êm cực kỳ, không có ổn ha. Cam kết với mọi người là êm ru luôn. Chạy đến nỗi mà sờ vào không biết là chạy hay không. Áp lực thì khỏe. Và bây giờ mình sẽ gắn cho con nước nóng trước. Lúc lần thì anh đang đi lấy vật tư. Đang đi lấy vật tư để về cho mình làm. Nó mất rồi. Có rồi. Có cái lỗ lỏng đó nha. Ok. Em xả cái keo ra đó. Chạy êm cực kỳ nha, không nghe gì luôn. Ngắt mở là không nghe gì cả. Hiểu văn cái đâu rắn ổng vô cho ảnh. Nghe thấy nước, tiếng nước ra thôi chứ không nghe được bơm chảy luôn nè. Êm như vậy đó. Xong rồi nè, ra vào bên kia. Êm chứ anh, êm quá rồi đúng không? Qua em. Dạ. Okay.